Bản sắc văn hóa là cái cốt lõi đặc trưng riêng của một cộng đồng văn hóa trong lịch sử tồn tại và phát triển, giúp phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Theo nhiều nhà nghiên cứu, văn hóa Tây Nguyên quy tụ ở ba giá trị cơ bản: văn hóa hữu hình, văn hóa tinh thần và văn hóa nghệ thuật. Với người Tây Nguyên nói chung và tộc người Ba Na và Gia Rai nói riêng, cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng là tài sản vô giá. Âm nhạc cồng chiêng không những là một giá trị nghệ thuật đã từ lâu được khẳng định trong đời sống xã hội, mà còn là kết tinh của hồn thiêng sông núi qua bao thế hệ. Cồng chiêng với họ không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất cũng như những giá trị về nghệ thuật đơn thuần, mà nó còn là tiếng nói của con người, của thần linh, theo quan niệm vạn vật hữu linh. Theo tiếng Ba Na, soang có nghĩa là nhảy múa, cũng là tên gọi chung của những nghi thức diễn sướng múa, được chuyển động theo hình vòng tròn quanh tâm điểm thiêng như cây nêu, nhà mồ, con trâu hiến sinh. Vũ điệu soang phần lớn là mô phỏng một cách uyển chuyển những hoạt cảnh lao động sản xuất của người Tây Nguyên. Cồng chiêng phổ biến ở nhiều vùng, nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên không phải ở đâu, cồng chiêng cũng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần con người như với cư dân Tây Nguyên. Đối với người Ba Na và Gia Rai ở Gia Lai, cho đến hôm nay, cồng chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào. Những ngày buôn làng tổ chức lễ hội lớn như lễ ăn trâu, lễ mừng mùa, khi tiếng chiêng vang lên, ai cũng rạo rực xuống sang, chỉ muốn nhanh chân quấn vào vòng xoang. Người Ba Na có nhiều lễ hội tâm linh. Tùy theo tính chất khác nhau của lễ hội mà xoang có những biến đổi về đội hình, nhịp điệu và tiết tấu sao cho phù hợp. Trong đêm lễ hội, vòng xoang cùng với vòng đi của đội cồng chiêng đã vẽ nên những đường tròn bí ẩn và huyền diệu. Một cuộc trình diễn nghệ thuật dân gian được người Ba Na trình bày theo đúng nghĩa thông linh. Đây là cái chiêng của người Ba Na, đây là cái núng. Còn mỗi khi bọn mình đánh á, là mình cầm thế này này, mình đánh, với lại tay mình đánh này này. Thế, mỗi lần mình đánh theo cái chiêng ấy ạ. Đánh thì là mình bước. Các dàn cồng chiêng không chỉ làm nhiệm vụ điểm nhịp đi tiết tấu hoặc giai điệu một bè, mà còn hòa tấu nhạc đa âm. Cồng chiêng có thể được gõ bằng dùi hoặc đấm bằng tay, có thể gõ vào giữa mặt chiêng hay đánh ngoài rìa tùy theo bài bản. Người Ba Na và Gia Rai thường sử dụng dùi làm bằng cây sắn, là loại gỗ mềm hơn. Tuy nét nhạc không vang bằng, nhưng âm thanh về cơ bản nghe rất rõ. Cũng có loại dùi làm bằng gỗ thường có bọc thêm một lớp bên ngoài. Dùi loại này phù hợp nhất vì tạo nên âm thanh rất hay. Quan sát đội hình trình diễn xoang của làng Kon Tum Cơ Bông, người xem không chỉ đơn thuần thấy sự phối hợp giữa các động tác tay, chân sao cho phù hợp với bài nhạc chiêng, mà ẩn chứa trên hình thể người múa là một thứ ngôn ngữ tự tình hết sức đặc trưng của người Tây Nguyên. Rai và Ba Na nó giống nhau thôi, nó không khác biệt gì hết. Đó chẳng qua là về cái âm điệu ở Ba Na thì nó khác hơn, nó tốc độ. Bên Gia Rai thì cái âm điệu của nó thì nó tốc độ nó nhanh hơn, ví dụ như thế. Thì ở Ba Na thì tốc độ hơi chậm một tí. Giá trị của cồng chiêng không chỉ thể hiện ở kỹ thuật chế tác mà nó còn có ý nghĩa tâm linh.
Cồng chiêng đại diện cho văn hóa Tây Nguyên, được sử dụng trong nhiều nghi lễ tín ngưỡng quan trọng. Cồng chiêng được xem là ngôn ngữ giao tiếp hàng đầu của con người với thần thánh và thế giới siêu nhiên. Người Gia Rai, khi đứa trẻ được sinh ra, trong lễ hội thổi tai, tiếng chiêng sẽ cấp cho đứa bé những tín hiệu đầu tiên của văn hóa dân tộc. Chiêng còn sử dụng khi làm đám cưới, làm nhà mới, làm dẫy, đưa người chết ra mồ và cả khi bỏ nhà mồ. Chiêng đem cái thiêng vào cuộc sống, khiến con người cảm thấy được sống trong một không gian thanh cao, tâm linh huyền ảo. Nhạc cồng chiêng trong lễ bỏ mả là cái nền cho những loại hình trình diễn truyền thống được thăng hoa. Suốt những ngày diễn ra lễ bỏ mả, cồng chiêng hầu như không lúc nào ngưng tiếng. Với họ, cồng chiêng là nhạc cụ thiêng dùng để thông đạt tới thế giới thần linh, cầu mong những điều tốt đẹp cho người sống và người đã khuất. Trong không khí linh thiêng này, ai cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với cộng đồng, với người đã khuất, và thế là họ nhập vào đội chiêng, hòa vào vòng xoang, nhảy múa thâu đêm. Tất cả phối hợp với nhau thành một vở diễn nghệ thuật đặc biệt với mục đích tiến đưa người chết, làm cho linh hồn tái sinh và giải phóng cho người sống. Cồng chiêng Tây Nguyên là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc của nhân loại. Không chỉ có sức hấp dẫn đặc biệt ở sự đa dạng, độc đáo kỹ thuật diễn tấu, mà cồng chiêng còn là biểu tượng cho cuộc sống của con người nơi đây. Đến nay, cồng chiêng vẫn sống trong các buôn làng của các tộc người ở Gia Rai, Ba Na. Và UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu nhân loại. Đây là niềm tự hào về truyền thống văn hóa vừa đa dạng, vừa phong phú, vừa độc đáo và giàu bản sắc của các dân tộc Tây Nguyên. Đêm cao nguyên, khi ngọn lửa bốc cao và tiếng chiêng ngân vang thì vòng xoang được nối dài. Nhịp tay, nhịp chân của các cô gái Ba Na vừa tự nhiên mà uyển chuyển, nhẹ nhàng mà sâu sắc, làm ta sững sờ, khiến một lần gặp gỡ chẳng thể nào quên. Bạn đã bao giờ thử bánh canh cá lóc được nấu trong nồi đất hay chưa? Đến Tây Nguyên đừng bỏ qua món này nha. Dạ chào anh ạ. Dạ anh chào chị. Được biết là món bánh canh của chúng ta có điều đặc biệt là nấu trong những cái nồi đất như thế này. Vậy thì anh có thể giải thích về vì sao chúng ta lại chọn nồi đất ạ? Nói chung là về bánh canh cá lóc, K7 và đêm đã xây dựng thành một hệ thống. Có nghĩa là muốn có một cái đặc sắc hơn, nghĩa là bọn em đã thiết kế vào tô để thứ nhất là nó nóng, thứ hai là nhìn nó đẹp mắt. Dạ. Vậy thì bánh canh cá lóc của chúng ta thì có những loại nào? Bánh canh cá lóc có hai loại bột, bột gạo và bột mì. Bột gạo thì tạo cảm giác cho chúng mình là ăn nó mềm hơn và nó ngọt hơn. Còn bột mì thì nó sẽ tạo cảm giác rất dai. Dạ. Em thấy là ở đây mình có cá phi lê cũng như là đầu. Vậy thì công đoạn để mà chuẩn bị nồi bánh canh cá lóc này để mà bán phục vụ thì có phải quá là công phu không ạ? Thực sự thì bánh canh cá lóc thì nếu mà để ra một tô bánh canh cá lóc như thế này thì thực sự là quá là công phu. Từ cái lúc mà ra nhận cá thì đặc biệt phải là chọn những con cá tươi, tươi ngon và tỷ lệ cá đạt 800 gram đến 1 kg trên một con. Con cá nào to thì lọc lấy cái đầu để bán cho khách, còn cái thịt đó thì mình sẽ luộc lên. Xong rồi mình gỡ xương và om lại nước mắm cho để cho nó tạo ra cái vị thơm ngon hơn. Dạ. Vậy thì bánh canh này thì mình có ăn kèm với lại cái gì không ạ? Bánh canh thì có ăn kèm với rau như kiểu là rau tí tô và kinh giới, đặc biệt là rau đắng. Để nấu một tô bánh canh thì trước khi là phải bắt một lần nước cho sôi lên và mình bỏ cá vào. Sau đó mình bỏ bột gạo tùy theo người thích ăn gạo hay mì ạ. Nếu chị thích ăn gạo thì em ăn bột gạo. Dạ, em sẽ bỏ gạo vào và đợi cho nó sôi lại và bỏ hành tiêu lên. Tầm bao lâu thì nó sẽ chín cái bột này ạ? Cái này thì em không biết, chỉ cần nó sôi lên là được cái gì. Dạ.
Và chắc có lẽ là em sẽ thưởng thức thử một tô bánh canh để có thể cảm nhận được những gì nãy bây giờ anh em mình đã chia sẻ được không ạ? Dạ vâng. Thấy ăn cái món bánh canh của em thì thấy cái chất lượng cá và cái bánh canh như thế nào ạ? Ừ. Em thấy á, cá rất là săn chắc nè, bên cạnh đó thì cái nước á rất là ngọt. Dạ. Thưa quý vị, nước dùng thì đậm đà, kèm với đó là một chút mềm mềm của bột gạo, cá thì rất là săn chắc. Và tôi nghĩ đây cũng là lý do để níu chân du khách. Và quý vị nào mà chúng ta chưa có cơ hội để thưởng thức món bánh canh cá lóc công thố như thế này, thì khi đến với Tây Nguyên đừng bao giờ bỏ qua món này quý vị nhé. Thưa quý vị, đến Tây Nguyên vào thời điểm nào, di chuyển ra sao hay thưởng thức những đặc sản gì sẽ là những thông tin cơ bản để quý vị có thể lưu vào bí kíp du lịch của mình. Ngay bây giờ hãy cùng tham khảo với chúng tôi. Nhắc đến Tây Nguyên, người ta hay nghĩ đến một vùng đất hoang sơ, đầy nắng và gió, với những con đường đất đỏ, khúc khuỷu, hiểm trở và vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ, cùng với nền văn hóa vùng biên đặc sắc, với những món ăn ngon, đặc sản đã khiến Tây Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Du lịch Tây Nguyên mùa nào là đẹp nhất? Ở Tây Nguyên chỉ làm hai mùa mưa khô rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 dương lịch, đường xá đi lại khó khăn. Mùa khô tầm từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, thời tiết tốt. Đặc biệt vào tháng 2 và khoảng cuối tháng 2 sang tháng 3 là mùa du lịch Tây Nguyên đẹp và lý tưởng nhất. Sản phẩm du lịch đặc trưng của Tây Nguyên là gì? Cà phê, mật ong, thổ cẩm, nhà rông, nhà mồ và tự nhà mồ. Đến Tây Nguyên, có rất nhiều sự lựa chọn để bạn khám phá. Tây Nguyên sở hữu những nguồn tài nguyên du lịch hết sức đa dạng và độc đáo. Đến với Tây Nguyên thực sự là một dịp để bạn trở về với thiên nhiên hùng vĩ, khám phá những cánh rừng nguyên sinh với đa dạng động thực vật. Với quá trình kiến tạo địa chất đã tạo nên một địa hình đa dạng, từ các vùng núi cao đến những cao nguyên, bình nguyên rộng lớn, kết hợp với những thung lũng, địa cát dựng núi. Vì vậy, đến Tây Nguyên, du khách đừng bỏ qua dịp khám phá các hang động, các hồ, các khu bảo tồn thiên nhiên hay lang thang về các buôn làng của người bản địa. Đường di chuyển đến Tây Nguyên hiện nay khá thuận lợi. Các bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô riêng. Các bạn cũng có thể đi xe khách hoặc đi theo tour. Nếu bạn đi du lịch tự túc hoặc đam mê phượt thì Tây Nguyên quả là vùng đất đầy mê hoặc cho bạn bảy vùng. Bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng ở nơi đây như cơm lam, gà nướng bản, heo rẫy, rau rừng, rượu cần. Với những bí kíp du lịch này, hy vọng chúng tôi giúp du khách có thêm những kinh nghiệm để khám phá vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và hoang dã.